20 tháng 11 rồi. Đón 20 tháng 11. Tháng 50. Làm sao tổ chức một sự kiện cho các bạn 20 tháng 11 đây? Chúng ta đã có quen thuộc với những tiếng đàn guitar trong đời sống thường ngày rồi. Thế nhưng ngay giữa lòng thành phố Sobo thì những tiếng đàn guitar trầm bổng của một xưởng làm đàn sẽ tạo nên một nét thi vị giữa lòng thành thị hối hả như thế này. Và ngày hôm nay khi mà Tuy Phúc la cà xuống quận Bình Tân thì mình nghe nói ở đây có một xưởng làm đàn handmade của chị Thanh Tâm. Và bây giờ xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng với Tuy Phúc vào bên trong để xem có điều gì thú vị nha. Hiện tại thì Tuy Phúc đang có mặt
xưa các em à. Thú nằm chú cho mày ăn cái gì thì mày có thể ăn cái đó. Ok.